Thay bằng trước kia mất thời gian, phải trình thẻ giấy, rồi nhập mã, tới bộ phận nào cũng phải kiểm tra thẻ. Thì giờ chỉ cần quét căn cước công dân, anh Kiên đã hoàn thành đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện này. Được thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh, cũng giúp cho chúng tôi là không phải quản lý nhiều loại giấy tờ. Và bệnh nhân đến khám thì sẽ không phải phiền hà gì, phải đem theo những cái giấy tờ tùy thân có ảnh, rồi lại cộng với thẻ bảo hiểm y tế. Để có sự tiện lợi này, trước đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chip. Đến thời điểm này đã có khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực. Khi mà đã tích hợp như vậy thì người bệnh bảo hiểm y tế, người thẻ bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân là có thể khám chữa bệnh. Việc thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chip đã tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân doanh nghiệp. Đối với những người bệnh chưa được cấp căn cước công dân gắn chip thì việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như hiện hành